Giá cà phê hôm nay ngày 12 tháng 11 tăng liên tiếp 2 ngày, tiến gần mốc 41.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay ngày 12 tháng 11 trong khoảng 40.100 đến 40.700 đồng mỗi kg. Ngày cuối tuần, giá cà phê hai sản tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên mức độ giảm đi. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.600 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đán Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.700 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 40.600 đồng mỗi kg ở Đá Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng mỗi kg, chứ prong ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.600 đồng mỗi kg, còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 40.700 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng nhẹ tại các địa phương so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2023 tăng 9 USD tấn ở mức 1.836 USD mỗi tấn giao tháng 3 năm 2023 tăng 11 USD tấn ở mức 1.825 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2022 giảm 0,9 cent tộc 3 ở mức 170,1 cent tộc 3, giao tháng 3 năm 2023 tăng 0,4 cent tộc 3 ở mức 168,1 cent tộc 3. Ngày cuối tuần, giá cà phê hai sàn tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp, tuy nhiên mức độ giảm đi giá cà phê Abica giao tháng 12 năm 2022 thậm chí còn giảm nhẹ, lực đẩy giúp cà phê đi lên đang là do đồng USD giảm mạnh. Đầu phiên giao dịch ngày 12 tháng 11, theo giờ Việt Nam, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, ơ, GPE, bảng Anh, Kết, Xích, CHF tiếp tục giảm mạnh 1,49%, xuống mốc 106,72 đồng USD tiếp tục giảm khi các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản rủi ro sau khi tình hình lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt giúp làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 của Mỹ công bố hôm qua đã tăng 0,4% so với tháng 9, cho thấy lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt xuống còn 7,7% và tạo điều kiện cho phép chậm lại quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá cà phê đảo chiều tăng còn có sự hỗ trợ khi hiệp hội các nhà xuất khẩu. Các hé Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê nhân tháng 10 chỉ đạt 3,18 triệu bao, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra các thị trường cà phê kỳ hạn đã ở trong vùng quá bán khá sâu, cần phải điều chỉnh cũng là yếu tố giúp giá cà phê phục hồi. Giá tiêu hôm nay ngày 12 tháng 11, giá tiêu thế giới tích cực khi đồng USD hạ nhiệt. Giá tiêu hôm nay ngày 12 tháng 11 trong khoảng 58.500 đến 62.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu Ấn Độ có xu hướng tăng trong tuần này, một phần do đồng rúp Ấn Độ mạnh lên so với USD, ghi nhận mức tăng 2%. Tại tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 60.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 58.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 59.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 62.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 61.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua, thị trường đang có chuỗi ngày đi ngang. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế nhận định giá tiêu Ấn Độ có xu hướng tăng trong tuần này, nguyên nhân một phần do đồng quốc Ấn Độ mạnh lên so với USD ghi nhận mức tăng 2%. Giá tiêu Indonesia được báo cáo ổn định trong tuần này, tuần này ghi nhận một số tín hiệu tích cực cho thị trường, nổi bật là số liệu xuất khẩu tháng 10 năm 2022 tăng nhẹ, nhất là khởi sắc ở thị trường Trung Quốc, tiếp nữa là đồng USD đang giảm. Đầu phiên giao dịch ngày 12 tháng 11, theo giờ Việt Nam, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, ờ, bảng Anh, Kết. SIC CHF tiếp tục giảm mạnh 1,49%, xuống mốc 106,72. Đồng USD giảm hai ngày liên tiếp vừa qua là do dữ liệu công bố hôm mùng 10 tháng 11 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng Mỹ đã tăng 7,7% so với cùng kỳ trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 1 và thấp hơn mức dự báo 8%. Việc lạm phát ở Mỹ tháng 10 giảm mạnh hơn dự báo có thể sẽ là cơ sở để phép giảm tốc độ tăng lãi suất, USD yếu đi giúp các đồng đội tệ mạnh lên, qua đó hỗ trợ giá tiêu ở trong nước tuần qua cũng chứng kiến đợt tăng đến 2.500 đồng mỗi kg. Ngoài những nguyên nhân ở trên, theo các chuyên gia còn do giới đầu cơ làm giá để xả hàng đợt cuối năm.